nhìn khá chi tiết các bạn ạ. Này nhìn quen quen này, hình như nó là cái phần intro của cái phần Rome 2 này. Mình sẽ tua qua đi nhá. New mod option, the setting menu, be sure to check them. Ok. Làm sao bây giờ có thể vào được cái phần đó là... À đây, Riot Republic. Oh, như vậy là có tất cả full DLC ở đây luôn à. Này các bạn, đây là toàn bộ phần DLC. Grand Company, Empire Divide, Seja Ingao, Hanian at the Gate, Way of Sparta. Các bạn đợi một chút nhá, mình sẽ ra xem có bao nhiêu phần DLC ở phần Totten War Rome ha. Sion. Ui, có đến 14 gái cơ, really. Desert Divide. Đây Way of Sparta có này. Ô vậy nhiều DLC nhỉ. Nhưng mà chúng ta chỉ có vài phần ở đây thôi. Hay là một vài phần khác nó bắt chúng ta chơi online. Chứ 14 gái mà, được phát. Desert Kingdom. Không có Desert Kingdom. Như vậy là chúng ta sẽ có cái phần DLC này là chắc chắn này. Đó đây là phần Imperator Augustus. Đây, Imperator Augustus. Empire Divide đây nha các bạn. Rise of the Republic thì đây chính là cái phần này đây. Caesar Ingao. Đây Caesar Ingao đây. Hannibal at the Gate. Hannibal at the Gate đây, phần này đây. Way of Sparta và Way of Sparta. Đó là những cái đây đây, Way of Sparta. Đây là tất cả khoảng tầm mình đã quên đếm rồi. 1 2 3 4 5 6. Chúng ta sẽ có 6 cái DLC trong cái bản này nhá. Còn những cái bản DLC khác thì có lẽ mình sẽ kiếm sau cho các bạn xem nào. Vì ở đây có rất là nhiều DLC, có đến 14 cái DLC này. Và hai cái này sẽ rất là ngon nhất, cái Empire Divide và cái Rise of Republic, đúng không nào? Vì hai cái này đắt nhất mà. Đó là điều dễ hiểu, chắc chắn là hai cái ngon nhất rồi. Và hai cái ngon nhất để chúng ta có luôn. Hell yeah. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào phần Rise of Republic nhá. Còn setting, set tổng các thứ thì các bạn có thể xem qua cái phần video này của mình. Phần nó tương tự thôi, nó tương tự phần Totem War Rome 2 Empress Edition thôi, được chưa nào? Các bạn có thể vào đây và xem qua cách setting các thứ. Còn ở đây thì mình sẽ tập trung vào cái phần đó là Riot Republic thôi, chưa nào? Rồi! Phải chọn nước à? Rome. Tachuna. Rome. Game thì chắc chắn phải là cực kỳ khó rồi. Đúng nào? Đúng vậy, mình sẽ chọn chế độ cực kỳ khó. Start campaign. Cái thời kỳ người ta sáng tạo ra máy bay à? Tên lửa. Tên lửa hơi nước. Đây là cái trò mà trẻ con thế giới thời điểm hiện tại khá là nhiều người chơi. Bơm nước vào trong một cái can, sau đó thì dùng đến một cái sức ép nhất định thì nó sẽ thổi tung lên. Cũng giống với cả những phần Totten War khác. Lúc nào loát cũng lâu, đúng không? Rồi vừa nói loát lâu, phát nó chạy lên cả bao nhiêu? 90%. Loát lâu. Spartan Edison. Rồi, sau khi load xong thì what? Chắc là phim à? Phim các bạn coi nhá, mình sẽ tua. Ấn SC được nhá các bạn. Đứng bố game rồi. Ok, file. À đây, vào rồi. À. Rome is at war. Cái búa trên đầu rồi, what the fuck. Thôi, đừng nói nữa. Nói nhiều đau lòng thêm mà thôi. Sao cái búa trên đầu nhỉ, đỡ heo. Thành Rome của chúng ta này. Lôi tướng ra ngoài. Nếu các bạn thích. Bây giờ mình sẽ kiếm một đối thủ nào đó vào đập nhau. Đây à. Thằng nào đấy. Quân mình luôn à. À đây là quân nó này. Lên chơi nó. My sword is yours. Có nên đánh không nhỉ? I will do
Ui, của nó như 3 sao cơ. Này. Của mình có 2 sao thôi. How can I serve Rome? Thôi, không nên đuôi nó. Đây, đây 3 sao, đây là đối thủ rồi kìa. Còn đây lại. Who the hell are you? Phơi nó. Enter. Cái gì mà nhiều vậy? Bao nhiêu nước vậy? Nãy nó không hiển thị mấy. Chắc tại mình tua qua cho nó không hiển thị. Ê kép. Như giao thương hay gì đó. Đây đặc trưng của game chơi theo lượt nữa các bạn. Cái này thì mình đã nói rất nhiều những cái phần tuần qua trước rồi. Wow, chỉ là người... Nó giống như là một cái NPC. Xem, ui 4 sao à, thôi đi về. Toàn đối thủ to con đấy. Cái này mấy cái nâng cấp này. Đúng rồi. Các bạn có thể nâng cấp lên. Quân đội các bạn nó mạnh hơn. Rồi, cứ đợi rồi. Chạy dòng cái này rất là được. Gì mà căng vậy? Vậy chúng ta có 2 tướng tất cả các bạn. Mà nó toàn 3-4 sao này, what the fuck, khỏe vậy? À chắc tại mình chọn chế độ đó là very hard nên nó vậy. Tướng của mình là 2 sao, buồn cười. Đây toàn 3 sao không? Cái lúa vậy. Nhưng chỗ này thì không nhìn được. Sao á, chúng ta sẽ dần dần mở rộng bờ cõi chúng ta. Ôi. Chả thua gì Throne of Britannian các bạn ạ. Rộng vãi cả lúa. Đi bao giờ cho hết đây. Bạn nào mà có thể nói là săn phẳng được cái bản đồ này thì bạn đấy phải nói kinh lắm đấy. Kinh khủng lắm luôn đấy. Rộng vãi cả lúa luôn. Hôm nay như hết rồi. Mấy nước xa xôi hẻo lánh này nó lại khỏe. Đất rộng, người thưa, tha hồ mà phát triển kinh tế. Còn chỗ mình thì ui dồi, đi lên phát nhìn thằng 3 sao, xuống dưới phát nhìn thằng 4 sao. Sang phải thằng gặp thằng 3 sao nữa. Đây 4 sao chứ không phải 3 sao cơ. Ở đây là cái tròi thằng nào đó không biết này. Xe rớt các thứ này, vèo. Nói chung quân mình bị bao quanh các thứ, bao quanh bởi tất cả các nước luôn. Khổ thế cơ chứ. Nhưng mà trông phải giống đồng minh nhỉ. Tại mình thấy được nó rồi. Nhưng phải đồng minh không? Enter phân nữa. Không sang hỏi thăm nó vậy. Nếu nó phơ mình thì không phải đồng minh, mà nó không phơ mình thì chắc nó đồng minh rồi. Có mấy thằng đồng minh mấy sao lại đã. How can I serve Rome? I am Rome's champion. Có vẻ không phải đồng minh rồi. Ok, Rome champion. Rome champion. Capital Hill. Nâng cấp. Chúng ta có 2 thành cơ. Có thành Ostia và thành Rome. Cái gì vậy? Này là cái gì? Nhiệm vụ à? Có lẽ cũng là một hệ thống nâng cấp các bạn ạ. Này nhiều nút quá, nhìn không thủng lắm. Ô, mình xuất tướng được à? Hay vậy? Đây này, có nhiều tướng lắm cho chúng ta lựa chọn các bạn ạ. Chúng ta có thể lôi tướng ra và cấp quân cho nó. Ryami này, cấp quân này. Hết quân rồi. Chả có quân nào để mà cấp nữa cả. Nó sao được cất nó lại nhỉ? Disband, à đây, giải tán đây. Được rồi, đại khái vậy. Đó là phần Roma Empire, không phải nhỉ? Là cái gì ta? Rise of the Republic, thế nào? Đây là phần DLC mới nhất của phần Rome 2.
thì mình cũng chỉ muốn giới thiệu với các bạn thôi. Các bạn những ai là fan hâm mộ của Total War và đặc biệt là phần Rome 2 thì các bạn có thể download cái phần này về để chơi chứ nào. Và đặc biệt là nó còn có thêm vài cái DLC nữa như mình đã kể đúng không ạ? 6 cái DLC tất cả đấy. Các bạn có thể chiến từng cái một nếu các bạn thích chứ nào. Ngoài ra thì ở đây mình cũng đã giới thiệu gần như là những phần hay nhất của toàn bộ series Total War rồi. Các bạn có thể vào bất cứ một cái video cài đặt game Total War nào của mình. Ở đây các bạn có thể thấy ngay cái dòng đầu tiên nó đã download toàn bộ series Total War Full Crack này. Các bạn click vào nhá. Đây, ở đây các bạn có thể thấy mình đã giới thiệu các bạn tất cả là 6 phần. Đầu tiên là Shogun 2, từ phần Shogun 2 trở đi nhá. Shogun 2 này, Rome 2 này, Alatica, Warhammer 1 và Warhammer 2. Và phần mới nhất chính là Throne of Britannia. Được chưa nào? Đây là cái phần mới nhất, phần game chính mới nhất trong cái series Total War luôn. Mà trong năm 2019 thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái phần đó là Three Kingdom, phần Tam Quốc Diễn Nghĩa của cái Total War này. Các bạn hãy nhớ theo dõi channel để cập nhật cái bản crack mới nhất của Three Kingdom nhé. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.